Chào mừng anh chị quay lại với kênh của Lâm Coffee. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm cà phê lạnh, hay còn có một cái tên gọi khác là cà phê cold brew. Thì đầu tiên, để làm được món cà phê này, chúng ta cần phải có hạt cà phê Arabica nha anh chị. Ở đây là em đang có những cái hạt cà phê Arabica. Và đây là 30 gram bột cà phê Arabica em xay ra từ hạt Arabica. Em nhấn mạnh ở đây á, là mình phải sử dụng hạt Arabica nha anh chị, thì cái món cà phê của mình mới thơm được. Tại vì khi mà cà phê Arabica chúng ta ngâm á, thì sẽ nó ra cái nước cà phê á, sẽ có mùi trái cây, sẽ thơm hơn so với là việc chúng ta dùng những cái hạt cà phê như rô hay là cu li. Thì đây là 30 gram bột Arabica. Và đây là 750ml nước lạnh nha anh chị. Thì anh chị nên dùng nước mà mình có thể uống được, nước sạch rồi. Thì đầu tiên là em sẽ cho cái túi này. Mình cần có một cái túi nha anh chị, túi lọc như thế này ạ. Mình sẽ cho hết vào trong đây, cho cái túi vào trong đây. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho 30 gram bột Arabica này vào trong túi ạ. Và sau đó là mình sẽ đổ hết 750ml nước này vào bình. Mình buộc túi lại cho kín và đậy nắp lại. Rồi, chúng ta sẽ đem vào trong ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Thì thời gian bảo quản từ 12 giờ đến 24 giờ nha anh chị. Nên đối với món nước này, nếu như mà anh chị muốn uống vào sáng mai thì tốt nhất là tối nay mình nên làm trước ạ. Bây giờ em sẽ bảo quản cái bình này vào trong ngăn mát tủ lạnh ạ. Thì sau khi chúng ta cho túi lọc vào và cho 750ml nước lạnh vào, chúng ta sẽ ủ trong tủ lạnh là 12 đến 24 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Sau khi ủ xong thì anh chị vớt túi lọc ra và mình lấy nước như thế này ạ. Thì đây là bình cà phê cold brew sau khi em đã ủ trong tủ lạnh ngăn mát tầm hơn 12 tiếng ạ. Đây ạ. Thì sau trước khi dùng chúng ta sẽ lắc đều lên nha anh chị. Rồi, mình sẽ uống trực tiếp nguyên chất như thế này luôn. Thì anh chị có thể trang trí một lát cam lên, thì khi mà cam nó hòa ra nước á, nó hòa với cà phê nó cũng rất là thơm. Anh chị chế trực tiếp vào thế này ạ. Thì với món cà phê lạnh này, hoặc hay còn gọi là cà phê cold brew, thì chúng ta cũng có thể kết hợp với sữa, với đường nếu như mà chúng ta muốn uống ngọt. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm cà phê lạnh, cũng như là hay một cái tên gọi khác của cà phê lạnh, đó là cà phê cold brew. Thì nếu mà anh chị có thắc mắc hoặc là mình có cái câu hỏi thì anh chị hãy comment bên dưới ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ. Oh, 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 oh